Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có gần 10.000 học sinh sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề. Nhằm tạo môi trường cho học sinh sinh viên rèn luyện, phát triển, Hội Sinh viên tỉnh luôn đồng hành cùng học sinh sinh viên trên bước đường rèn đức luyện tài, tạo dựng nên hình mẫu của tuổi trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Hôm nay 9 tháng 1, nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn chị Hồ Thị Ánh Tuyết, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, về những dấu ấn nổi bật của hội trong thời gian qua, cũng như những giải pháp nâng cao chất lượng phong trào và các hoạt động của hội trong thời gian tới. Mời quý vị cùng theo dõi. Chị có thể cho biết những cái dấu ấn đặc biệt của Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kể từ khi đại hội Hội Sinh viên diễn ra vào năm 2018 đến nay? Dấu ấn của các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thể hiện từ năm 2018 đến nay với 3 hoạt động chính và được diễn ra định kỳ vào 3 khung thời gian. Thứ nhất đó là vào các dịp Tết, hướng các bạn đến tận nhà của các bà mẹ Việt Nam anh hùng với cái điều kiện là nấu bữa ăn gia đình và ăn cùng với các mẹ Việt Nam anh hùng và được các mẹ chia sẻ những cái thông tin bổ ích và qua đó đã giúp cho các bạn rèn luyện và giáo dục các bạn hiểu hơn về truyền thống lịch sử. Cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động thi thủ lĩnh sinh viên định kỳ là 2 năm một lần. Mục tiêu hướng đến là cho các bạn trải nghiệm ở các địa điểm của địa bàn dân cư, là đặc biệt là thể hiện được cái 5 cái trọng tâm phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó là nông nghiệp công nghệ cao cho các bạn tham quan vào các địa điểm đó. Thứ hai đó là du lịch, là cho các bạn trải nghiệm các địa điểm du lịch, chụp hình và quảng bá các nơi mà khách du lịch có thể đến. Thứ ba là cho các bạn tham quan các làng nghề và mục tiêu cũng giúp cho các bạn hiểu hơn về truyền thống lịch sử cũng như là truyền thống văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ ba đó là hoạt động mùa hè xanh. Xuất phát từ các chuyên môn, ngành nghề mà các bạn theo học thì cho các bạn về tận địa bàn các xã phường, thị trấn và nắm nhu cầu của bà con, đặc biệt là các em thiếu nhi thích vui chơi giải trí, thích sinh hoạt tập thể hoặc là được rèn luyện ôn kiến thức, có thể sửa nhà, trang trí cảnh quan xung quanh ở khu phố Thung Áp đó. Và đặc biệt từ 2018 nay thì đã có 8 khu vui chơi giải trí mà chúng tôi tập trung lực lượng các bạn sinh viên của tỉnh bạn tỉnh tham gia vào cái đợt mùa hè xanh. Để đẩy mạnh phong trào sinh viên năm tốt cũng như là nâng cao chất lượng các hoạt động của hội, thì trong thời gian tới Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có những cái giải pháp như thế nào? Trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong năm 2021 với chủ đề là hỗ trợ cho sinh viên khởi nghiệp lập nghiệp, đi cùng hành với chủ đề năm của Trung ương đoàn, chúng tôi sẽ có một tổ chức một cái lớp tập huấn cho các bạn sinh viên trên địa bàn tỉnh để tiền đề để tham gia cuộc thi do Sở Khoa học Công nghệ tổ chức, đó là cuộc thi khởi nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ có giải pháp liên quan tới việc hỗ trợ cho các bạn tham gia các buổi hội thảo nghiên cứu khoa học để giúp cho các bạn có cái nhìn rộng hơn về việc là nghiên cứu sâu để tạo tiền đề là mình sẽ có cái bước cao hơn trong cái việc học vấn. Cuối cùng thì cái nội dung mà giải pháp đó là tổ chức hội. Chúng tôi sẽ nâng cao cái việc hoàn thiện các gọi là các giải pháp là thu hút tập hợp các bạn sinh viên vào tổ chức hội thông qua các câu lạc bộ đội nhóm sở thích mà phù hợp với lại chuyên ngành của các bạn, hướng vào 5 cái mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để đó là nguồn lực sau này để đáp ứng nguồn lực gọi là nguồn lực những tinh hoa cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để tạo sức sống mới cho các phong trào sinh viên cũng như là các hoạt động của Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì trong thời gian tới thì Hội Sinh viên của tỉnh sẽ phải làm những gì để thực sự đồng hành cùng với các bạn học sinh sinh viên trong cuộc sống, trong học tập và rèn luyện cái kỹ năng hội nhập quốc tế? Là Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đặt ra là giải pháp là tăng cường ứng dụng các công nghệ thông tin để có thể giúp các bạn học sinh tiếp cận được những cái xu hướng phát triển. Các bạn sẽ có định hình được cho mình cái tư duy độc lập và tự rèn luyện bản thân. Còn đối với hoạt động phong trào thì chúng tôi sẽ tích hợp vào online hoặc là những cái chương trình để giúp chia sẻ các bạn nhanh hơn, kịp thời hơn. Trong cái phong trào sinh viên năm tốt, đặc biệt hàng năm có khen thưởng và tuyên dương những cái gương sinh viên năm tốt. Và sau tuyên dương thì sắp tới chúng tôi sẽ đẩy mạnh vào cái việc là hỗ trợ sinh viên năm tốt sau tuyên dương, là khi các bạn rời ghế nhà trường thì cái danh hiệu sinh viên năm tốt sẽ đồng hành của các bạn, hỗ trợ cho các bạn, đặc biệt là sẽ có những cái lợi thế hơn khi mình tuyển dụng
hoặc là sẽ được hỗ trợ bởi các tổ chức ban ngành khác. Riêng cái phần hội nhập thì chúng tôi cũng sẽ có những cái giải pháp là giúp các bạn tạo cái cộng đồng, những cái bạn giỏi về ngoại ngữ, tin học là tiền đề, gọi là chia sẻ, tuyên truyền cho các bạn khác để hỗ trợ thành một cái cộng đồng, mà đặc biệt là nền kinh tế chia sẻ hiện nay là nó đang có xu hướng là để giúp cho các bạn giới trẻ không đi một mình. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi và có những chia sẻ rất hữu ích cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Thưa quý vị, mặc dù Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập muộn hơn so với nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, tuy nhiên với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của Ban chấp hành tỉnh đoàn, Hội đã xây dựng, duy trì và phát triển được nhiều phong trào, hoạt động hữu ích, sát thực với nhu cầu của học sinh sinh viên. Không chỉ tạo ra môi trường cho tuổi trẻ phát huy trí thức tài năng, mà còn cả nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng xã hội, từ đó tạo dựng ra một thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên. Hy vọng với những giải pháp mà Ban chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đề ra trong thời gian tới sẽ tiếp tục góp phần bồi dưỡng, phát huy năng lực học sinh sinh viên của tỉnh nhà, hung đúc lý tưởng sống, hoài bão khát vọng cho tuổi trẻ tỉnh nhà, tự tin vững bước hòa nhập với xã hội, khu vực và thế giới.